Nhưng mà thầy đứng là đọc kinh ha. Cha và con và thánh thần an cúi xin Chúa sáng soi, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi em Chúa. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận bệnh nhân Thái Thị Chi, người chị em của chúng con đã bị ung thư vú giai đoạn 3C. Chúng con cầu xin Chúa chúc phúc lành cho người chị em của chúng con. Cha cầu xin tất cả các bạn bè của cha trên cộng đồng mạng hãy cầu nguyện cho người chị em của chúng ta mau lành bệnh để trở về phụng sự cho đồng đạo của chị và phụng sự cho lời của Đức Thầy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con kệ vì danh Chúa nhân từ. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng như vậy vô cùng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin mời thầy ngồi. Làm sao thầy biết được ở đây? Anh Đức. Hay chồng anh Đức đâu? Sao không biết ở đây? Con coi lâu chưa? Sao tới nay con mới đưa lại đây? Tại vì lúc đó con qua là vợ con chưa có mổ cái vú đó. Con gặp bác anh mới mổ đi rồi giờ qua đây. Còn ba người dưới là sao? Là con, hai con với bà chị. Cô với chị. Tụi con đã đặt nhà trọ chưa? Dạ rồi. À, tốt rồi ha. Dạ. Bây giờ bệnh nhân này là rất là trẻ cho nên chúng ta phải quyết lòng chúng ta cứu cho sống lại ha. Theo nguyên tắc thì bệnh này không cứu là chết, thầy công nhận không? Không cứu được là chết. Mà cũng nói luôn nữa là nếu ra Tây Y cứu là chết luôn. Hết tiền là chết. Nhưng mà đến đây thì bệnh này không chết. Đã cắt rồi đó. Hai vú không một? Một bên, còn bên trái? Bên trái có sao? Vậy thì có mấy chuyện sau đây nè thầy. Thứ nhất là đây là đồng đạo của thầy thì cũng là của tụi con thôi ha. Mình cha trời mẹ đất mà, đâu có ai mà tất cả mọi người sinh ra trong dưới gầm trời này cùng hưởng một bầu khí quyển chung, không có nói đạo này đạo kia đạo nọ gì hết, cũng không có phân biệt tôn giáo hay là phân biệt chủng tộc màu da thứ tóc ngôn ngữ, đứa nào cũng là cột đuôi gà tre hết, phải không nè? Thành thử ra là thôi thì mình cố gắng mình cứu người bệnh ha. Mình cứu người, giờ đây mình nói đến chuyện cứu người bệnh thôi. Vậy thì chắc là thầy đi đến đây lần đầu tiên phải không? Dạ, lần đầu tiên. Hồi đó giờ thầy có dẫn ai đi trị bệnh không? Dạ, chưa hả? Nếu là bệnh này thì chưa. Nhưng mà thầy dẫn đi vậy thầy có ngạc nhiên không? Cái đầu tiên mình rất ngạc nhiên. Mà sau có một cái khi mà coi được cái clip của Linh Mục đăng lên. Ra mình sau đó tức là trong một đêm mình mới di tưởng là đây là phải nói là nếu là người con ở trong trời thì phải có cái tin tưởng, tin tưởng đấng thiên liêng ban bố đức lành, thành ra vậy mà rất là vui mừng, rất là phấn khởi, đồng thời lại rất là tin tưởng. Quả thật thì nó như thế này thầy, tức là cho đến ngày hôm nay là khoa học của thế giới đã chưa nghiên cứu ra được một cái phương pháp để chữa trị nan y bằng công nghệ nano. Còn tụi con ở đây là nghiên cứu cái công nghệ chữa trị nan y bằng công nghệ nano, tức là công nghệ nước. Thì công nghệ này tụi con đã nói rất là nhiều rồi. Bây giờ chủ yếu là mình nói về cái cách chữa cho cái chị này thôi ha. Cha sẽ nói rõ cho con hiểu cái cách cha chữa cho con. Rồi hết hay không là do con chứ không phải do cha ha. Mà cha nói cái cách xong tự động con thấy con hết liền. Nhưng mà hết hay không hết là tại con, chứ con không đổ thừa tại ai nữa hết nha. Đây là cái hình của con nè nha. Con Chi á. Đây là rúng con nè. Đây là hai vú con nha. Rồi. Đây là vú đây là vú phải. Đây là vú trái. Ha. Đây là vú phải. Đây là vú trái. Rồi. Bây giờ hiện tại là con đang bị ung thư vú phải. Đúng vậy không? Thì theo bình thường là cái vú con nó to lên như thế này. Hồi khi con cắt cái vú này nó to vậy chưa? Nó đã sưng như vậy chưa? Chưa sưng đến mức độ như vậy. Nhưng nếu không cắt thì nó sẽ sưng không? Nó sẽ sưng như vậy và nó sẽ ăn luồn qua đây, qua cái nách, hạch nách. Con có bị hạch nách chưa? Có hạch nách, nó sẽ ăn luồn qua hạch nách nè. Hoặc là nó sẽ ăn luồn lên não. Hoặc là nó sẽ di căn bất kỳ ở nơi nào trong cơ thể con. Đây là những hình thức di căn nè. Hoặc là đây là cái rúng con ha. Đây là bộ phận ở dưới mình không nói, mình không bàn tới nha. Hoặc là nó di căn vô gan ha. Hoặc là di căn qua phổi. Hoặc là di căn vô xương. Hoặc là di căn lên não. Hoặc là di căn hạch nách, vân vân. Đồng ý không? À, vậy hiện giờ cái vú này con đã mổ rồi. Vậy thì hết rồi. Vậy đi trị bệnh chứ nữa. Con có công nhận bác sĩ nào mổ là hết chưa? Mổ ra lấy cái cục đó thôi chứ chưa có hết cái gì căng đó. Thì con mổ rồi, lấy cục đó ra rồi thì bây giờ con lại tiếp tục uống thuốc cho hết chứ con cần tới đây để làm gì? Mà bác sĩ chả không cho thuốc uống. Bác sĩ nói sao? Dạ. Kêu con vô thuốc. Vô thuốc quá trị ha. À, kêu con vô thuốc quá trị. Những cái chai giả giả này là có thể là gan đây nè ha. Có thể phổi đây nè ha. Đó, có thể là thận vân vân. Hoặc là di căn xuống thận. Hoặc là xương ha. Những cái chai giả giả là di căn không đó. Mà không thể không di căn được. Nếu như con không tiếp tục chữa hết di căn này thì không thể không di căn. Đây hoặc là có thể di căn vô bao tử. Đây là cái bao tử. Đây là dạ dày á. Có thể di căn vô cái dạ dày. Đó là dạ dày. Rồi. Vậy hiện tại bây giờ con là ung thư vú. Đây là vú phải. Đây là vú trái. Vú trái này là mình không có bị cắt. Thì hiện giờ con đã bị ung thư vú phải cắt bỏ rồi. Thì bây giờ con đang trị là trị di căn. Nếu con ở nhà thì nhất định con sẽ bị di căn. Mà nếu con có vô quá trị, xạ trị cũng bị di căn. Con hay vậy không? Mọi người có đã từng nghe những người ung thư vú vậy mà cắt rồi, quá trị, xạ trị rồi có di căn không? Có luôn nữa. Vậy thì bây giờ con đang đi trị cái di căn nè. Đúng không nè? Vậy lý do nào cắt rồi, quá trị, xạ trị rồi mà còn di căn? Lý do gì vậy? Mình phải giải quyết ngay chỗ này. Ha. Vậy thì bây giờ giải quyết về khía khoa học. Cắt rồi, quá trị rồi, xạ trị rồi mà còn di căn. Chẳng qua là khoa học cho con ăn tự do. Ăn tự do là ăn gì? Cái gì mình cũng ăn hết. Thấy nè. Như vậy gọi là ăn động. Mà cái đau khổ nhất là ăn không nano. Ăn thức ăn không nano. Vậy thì con khoa học cho con ăn tự do. Mà cái thức ăn của con là thức ăn không nano. Đó. Thức ăn không nano. Chính vì khi con đổ cái thức ăn này vào miệng con nè là cá, cua, tôm, tép, sò, ốc, hến, rau, củ quả mỗi ngày con đổ vô miệng. Con bỏ vô miệng, miệng nó chuyển xuống dạ dày. Đúng không? Rồi bắt đầu cái dạ dày này nó sẽ phân hủy thức ăn này để nó chuyển tải vô ruột non. Rồi từ vô ruột non nó chuyển tải lên máu. Vậy thì rõ ràng những cái con vi trùng này nè, tuy rằng cái khối u này hết rồi nhưng con vi trùng này có hết không? Hiện giờ nó đang trong dòng máu của con. Hiểu không? những cái con vi khuẩn này nè, con vi trùng, virus này nè, hiện giờ cái khối u này là hết rồi, nhưng mà hiện tại nó đang nằm trong rải rác trong cơ thể của con, chứ không phải là nó nằm ngay chỗ này nữa, vì chỗ này đã hết rồi. Còn nếu con chưa mổ mình tính khác, mình tính ngay cái mổ thôi. Hiện bây giờ tất cả những con vi khuẩn nó không còn nằm đây nữa, vì cái khối u này đã, nó đã, mình che lại là đã lấy rồi. Bây giờ nó nằm từ chân tới đầu con trong dòng máu, nó đã thấm nhập vào dòng máu rồi. Do vậy mà nếu con ăn cái thức ăn này thì một ngày nào đó những con vi khuẩn nó tụ lại thành một toán quân của nó lại tiếp tục là cấu xé con, hoặc là di, hoặc là qua xương, hoặc là xuống dạ, hoặc là xuống thận. Đúng vậy không nè? Do bởi tất cả những con vi khuẩn này nó không chết, chẳng qua là chỉ lấy cái chỗ ung này thôi, chứ chưa giải quyết được ung thư gì cả. Thầy có công nhận chỗ này không? Vậy thì khi giải quyết được cái khối hư này thôi, còn cái mầm móng ung thư không giải quyết được. Thì cái mầm móng ung thư này không giải quyết được mà mỗi ngày con đổ thức ăn vào đây, vào dạ dày, thì dạ dày nó có nhiệm vụ là nó tiêu hóa thức ăn, nó chuyển tải lên, nó thành máu. Thì nó, trong máu của con nó có biết bao nhiêu con vi trùng, hàng tỷ tỷ con vi trùng ung thư. Nó chờ cái thức ăn mà động vật này nè, không nano này nè, bắt đầu nó là thức ăn của nó. Khi con bỏ thức ăn nó vô dạ dày, dạ dày nó tiêu hóa, nó làm cho thức ăn đưa lên máu của con, thì trong máu gặp con động, con virus. Có phải là đúng bài của nó chưa? Có phải nó đang chờ chứ? Phải nè. Vậy thì lúc này đây bắt đầu nó hội tụ thành từng đám nữa, phải không nè? Hội tụ lại thành từng đòn của nó. Nếu mà chỗ nào mạnh nhất, ngay cái lá gan mạnh nhất, nó sẽ phá lá gan, là ung thư vú mà di căn. Mà nếu nó không, chỗ gan không mạnh là nó qua thận. Nếu mà nó đáp được chỗ thận thì ung thư vú mà di căn. Hoặc là nếu mà nó thận không có là qua xương, ung thư vú mà di căn. Vậy chết không? Chết. Vậy bây giờ đang giải quyết con ngay chỗ này. Dạ, rõ ràng khoa học giải quyết cho con là ăn tự do, là ăn thức ăn không nano, được gọi là động vật. Mà bên Đức Thầy á, là nói là con ơi sao uống huyết đào anh em. Thầy công nhận có câu này không? Cơm rau đạm bạc, phải không nè? Qua ngày con ơi sao uống huyết đào anh em. Đức Thầy nói rõ ràng à, chứ không phải là con nói hay là thầy nói. Đức Thầy nói cơm cháo đạm bạc qua ngày, con ơi sao uống huyết đào anh em. Cha không có làm thầy bên đó, cha không thuộc ha. Nhưng mà cha biết con ơi sao uống huyết đào anh em có nghĩa là động. Vậy thì tất cả những cái huyết đào của anh em mà mình cho vào miệng, đổ vào đây, thì ngày mai này nó sẽ biến thành dòng máu, nó nuôi dưỡng con vi khuẩn này. Nó sẽ hội tụ lại thành từng đám, là nó giết mình tiếp tục. Lúc này mình ung thư vú đã hết rồi mà qua những cái ung thư khác liền. Vậy thì khoa học không giải quyết được, thì thấy không? Thấy không? Bây giờ bên đây ai giải quyết? Bây giờ khoa học không giải quyết được thì ai giải quyết đây? Cha Tường thôi, chứ giờ nói gì giờ đây? Cha Tường chữa thì nhất định phải nói Cha Tường. Bây giờ này khoa học đây là Cha Tường đó. Bây giờ Cha Tường giải quyết bằng cách nào? Cha Tường giải quyết bằng cách là Cha Tường sẽ không cho con ăn tự do ha. Ăn theo gì? Ăn theo gì? Ăn theo phác đồ. Ăn theo phác đồ. Vậy thì anh không được ăn động vật, mà anh ăn theo phác đồ, tức là anh ăn thực vật. Đó. Ăn thực vật là thức ăn này là nano là nước. Thức ăn này, thức ăn nano là nước, còn thức ăn này không nano nó là chất rắn. Không nano. Còn thức ăn nano, thực vật là nano là nước. Vậy thì bây giờ trước tiên là con ăn cháo nano. Cháo nano như thế nào thì các thầy dạy con. Bây giờ cha cho con bỏ cháo vô trong miệng, đúng không? Cháo bỏ vô trong miệng xuống dạ dày ha. Thì hiện giờ trong dạ dày con là cháo. Dạ dày này sẽ biến cái cháo này nè thành cái thức ăn. Dạ dày này nè biến cái cháo nano này thành thức ăn để cung cấp lên cơ thể con. Thứ nhất là nó đưa lên dòng máu con. Khi nó đưa lên dòng máu thì nó gặp cháo nano này là nước. Thì thứ nhất là nước vào trong dạ dày thì nó sẽ dễ dàng tan biến, đúng không? Và cái nước này nè, nước cháo này nè, khi đưa vào dạ dày, nó đưa vào xương, vào máu con, nó đưa dẫn lên máu con, thì lúc này đây nó làm cho con có sự sống là máu. Thì cái máu này, mà trong cái máu con này có những con vi trùng, virus, thì cái cháo nano này gặp con virus mà nó lên trên này, nó gặp con virus là nó giết ngay con virus này. Thấy chưa? Là cháo nano này. Và nhiệm vụ của con cháo nano này đang lọc máu, nó đi vào máu con để nó lọc những cái con virus này, nó đẩy ra bên ngoài. Nó giết xong rồi là nó tấn công, nó phân hủy, tức là nó đẩy con virus ra ngoài, hoặc là con đi tiểu, đi ỉa, đi đái, đi đổ mồ hôi gì đó, thì lúc này đây là cái chất độc của con nó sẽ thải ra bằng chính cái cháo nano này. Khi con cho vào miệng xuống bao tử thì cháo này nó sẽ dẫn lên máu con liền. Bao tử nó sẽ giải quyết cái cháo này, phân hủy cháo này đưa vào ngay dòng máu con liền. Và cái chất của cháo, cái gạo á, nó sẽ là dinh dưỡng nuôi cơ thể con. Còn cái nước của cháo này nó là thuốc để dẫn vào trong máu. Thì khi nó dẫn vào trong máu là gặp cái con virus, nó sẽ giết ngay con virus này. Vậy thì nó còn làm tổ được ở đâu nữa không? Không, đúng vậy nè. Thứ hai là, một là cháo nano, thứ hai là lá rừng. Lá rừng này nè, khi con cho nó thành nước, con cho vào miệng, cho vào dạ dày, thì lúc này đây nó có nhiệm vụ là tẩy oxy hóa. Cái vú con bây giờ nó bị oxy hóa, giống như là cái cây sắt nó bị sét vậy đó. Con nó bị sét ngay chỗ này, có còn lấy nhám con trà. Trà xong lấy nước sơn, sơn lại là còn oxy hóa không? Hết. Đúng nè. Vậy lúc này đây cái lá rừng này nè, nó sẽ làm thuốc cho vào miệng, cho vào bao tử, đẩy lên chỗ này để nó rửa sạch mỗi ngày. Là chỗ này là có lá rừng. Còn cái con virus ở trong dòng máu là có cháo nano này nó diệt. Ha. Rồi. Rau vườn để hỗ trợ với cháo này, cho vào miệng con, đưa vào dạ dày để hỗ trợ với cái bã cháo đó, làm thức ăn để nuôi cơ thể con nó khỏe mạnh, đến ngày con diệt hết những con vi khuẩn trong máu con là con về. Vậy bệnh con cũng như đó thôi. Đơn giản không? Dễ hiểu không? Nhắm hết không? Hả? Đơn giản dễ hiểu mà hết. Ha. Thầy có thấy lạ không? Không tốn tiền nữa. Lạ mà hay. Ha. Rồi cho nói tiếp. Quá hay. Vậy cha chỉ nói sơ cho con cái cách cho chữa trị vậy thôi. Ha. Còn bây giờ là con, khi con về đây rồi thì con phải nhớ con cũng có một cái phước báo nhất định nào đó con mới được tới đây, được thầy dắt về nhé. Vậy sau này con hết bệnh rồi con về, con phải theo đức thầy để phụng sự cho đồng đạo. Đó là lời khuyên chân thành nhất của cha. Theo đức thầy để phụng sự cho đồng đạo những năm tháng cuối đời. Mình bệnh tật, có con cái của thầy đưa mình đến đây là thầy đây. Mình phải cố gắng mình phụng sự lại cho lời của thầy, cho lời của đức thầy được vang dội trong các đồng đạo của mình nha. Riêng về bản chất của tụi con thì tụi con phải cố gắng trong quá trình chữa bệnh phải ăn chay cầu nguyện nha, và phải mướn phòng đó đàng hoàng để trị bệnh. Còn riêng về thầy thì con nhắn nhủ thầy thấy cái cách chữa bệnh này thầy thấy ổn không? Chữa nhiều rồi mà không ổn gì, chữa hết bệnh nhiều rồi phải ổn chứ. Ha. Vậy thầy thấy hợp lý không? Thầy thấy nhất trí không? Vậy thầy có 3 chuyện phải làm. Chuyện thứ nhất là thầy phải thông báo cho bên tỉnh An Giang của thầy, bên đồng đạo của thầy, là thầy đã phát hiện ra một chỗ cứu mạng con rồi, nếu con có bệnh nan y. Ha. Thầy phải chỉ cho đồng đạo của thầy là có một chỗ ở bên đây nè. Điểm thứ hai, điều đó thầy làm được không? Thầy thông báo được không? Điểm thứ hai, nếu mà em nào mà muốn đi chữa bệnh như vậy, thầy sẵn sàng dắt không? Sẵn sàng. Bởi vì quá hay mà, cứu mạng mà. Thầy giảng 1000 bài giảng không bằng cứu mạng người. Thế nè. Điểm thứ ba, thầy phải bảo vệ cái nơi này để làm cái nơi cứu mạng con cái của thầy, để lời của Đức Thầy còn vang dội ở dưới vũ trụ này. Chứ chưa hẳn là cái nơi thầy tu mà cứu được mạng đó. Vậy thì thầy phải coi cái nơi này giống như là cái nơi cứu mạng đồng đạo của thầy, để làm cho lời của Đức Thầy còn tồn tại mãi mãi trên vũ trụ này. Thầy có đồng ý cho đó không? Xin mời thầy có ý kiến. Xin thưa cũng như Linh Mục, cũng như thầy Thanh, cùng toàn thể bà con. Thì phải nói vừa rồi thì vừa rồi chúng tôi được nghe Đức Cha đã diễn giải về cái công thức, các phương pháp, các pháp đồ trị bệnh, phải nói là một cách rành rẽ, rất đơn giản, lại rất hay. Cái thứ nhất là muốn nói là cái cháo nano, thì phải nói là cháo nano mà chúng ta nấu cái phương pháp giống như Đức Cha đã dạy, thì phải nói là đây là một cái nước khi mà chúng ta dùng được cháo nano này, dù người không có bệnh nan y mà chúng ta mỗi tuần vậy là chúng ta ăn khoảng 3 ngày cháo nano, tôi nghĩ rằng sẽ từ từ sẽ giảm làm sẽ hết, thì chúng ta không có bệnh. Còn nếu có người bệnh, nếu người có bệnh thì chúng ta phải đi vào cái phương pháp điều trị cái pháp đồ cháo nano. Đó là cái thứ nhất, để diệt trừ con virus trong chúng ta. Thì trong máu chúng ta là không thể nào không có virus bệnh hết, bất cứ là ai. Đó là gì? Đó là thứ nhất. Cái thứ hai là muốn nói là cái lá gừng. Phải nói là lá gừng muốn nói là muốn tẩy những cái chất bợn như trong cơ thể con người rất là hay. Tại vì chính tôi là một cũng học qua một phá lương y, đông y, cho nên vậy mà khi mà ông cha ông đã giải thích thì tôi công nhận liền, công nhận rằng đây là một cái điều rất hay. Nên uống nước lá gừng thường xuyên để chúng ta tẩy đi những chất độc tố mà chúng ta đã thụ hưởng trong mấy chục năm qua trong cơ thể chúng ta, để từ từ sẽ hết. Cái thứ ba muốn nói về cái rau vườn thì đây là một cái nói là đây là một cái chất thứ ba là không phải là trị bệnh, mà tôi suy nghĩ nha, không biết Cha chưa có giải thích phần này, nhưng mà chính bản thân tôi đó là rau vườn đó là muốn nói là đây là một cái cơ thể, tức là muốn nói là để bồi dưỡng cơ thể cho mình mạnh mẽ đi, để có cái thể lực để tống đẩy những con vi trùng virus trong bệnh trong mình chúng ta ra hết, chúng ta sẽ hết bệnh. Thành ra vậy thì chúng tôi chính tôi tức là ở ban trị sự Phật Giáo Hảo, xã Cần Đăng, tỉnh An Giang, thì chúng tôi xuống tới đây được nghe cái phương pháp của ông cha đã giải thích, được hết sức là vui mừng, phấn khởi. Chúng tôi sẽ đồng tình những cái quan niệm này, chúng tôi sẽ về tức là phát động những phong trào này. Tôi tin tưởng rằng tại vì mình đã trị bệnh cho bà con rất nhiều về cái bệnh này, nhưng mà tôi thưa thật mà nói đó ha, chính người nhà tôi còn bị chết vì bệnh này, là bà già. Hiện giờ người chị thứ hai là đang mang 25 cân bệnh này, tức là không mổ mà tại nhà hiện giờ đang xì ra. Cho nên tôi nghe nói rằng đó là chính hai vợ chồng của anh Đức và cô Chi này xuống đây, thì chúng tôi đi cùng xuống đây để gửi gắm cùng với Đức Cha, cố gắng làm sao để giúp đỡ cho tín đồ ở địa phương chúng tôi đến hết bệnh. Thì phải nói là những cái ơn đó, những cái tấm lòng quý báu của ông cha, chúng tôi thay mặt cho ban trị sự Phật Giáo Hảo, xã Cần Đăng chân thành cảm ơn những cái đức độ sâu dày mà ông cha đã giúp cho cái tín đồ của chúng tôi hết bệnh. Thứ hai, chúng tôi sẽ tuyên truyền, đồng thời sẽ hướng dẫn người nhà tôi xuống đây để rồi sẽ trị bệnh tiếp tục. Bởi vì bệnh này hiện giờ tôi nghĩ rằng khoa học hầu như là đã bó tay. Tại vì sao? Thí dụ bây giờ mổ rồi xài trị 2-3 lần tất cả nhân dân từ rồi cũng đi về cảnh vĩnh biệt. Thành ra vậy thì chúng tôi vừa nghe chú Năm vừa rồi ở nhà trọ đã giải thích phương pháp. Thứ hai, chúng tôi được nghe trên mạng thì chúng tôi thấy chỗ ông cha đã giải thích, hiện nghĩa là tai nghe không bằng mắt thấy, mà hiện giờ chúng tôi xuống đây mới thấy được cái phương pháp, cái điều trị, cái pháp đồ của ông cha rất là phải nói rất là một công nghệ cao, phát hiện được công nghệ cao. Mà công nghệ này đó là chính ngay cái chỗ mà chỗ tâm linh của mình, cái chỗ tài năng của mình, chỗ đức độ của mình đã tìm được, chứ không phải là khoa học cho mình biết. Đây là muốn nói là tại vì cái pháp đồ này tôi nghĩ rằng từ tỉnh An Giang rồi Đồng Tháp rồi Long An, tất cả dân dân tới Vĩnh Long xuống tới Trà Vinh này thì chỉ có ông cha này nghĩa là phát hiện được pháp đồ này chị này thôi. Trước đây tôi trị cái pháp đồ của tôi trị bệnh là nhịn đói, nhưng mà không hết bệnh. Và nhịn đói không hết bệnh rồi pháp đồ thứ hai là khuyến khích bà con là ăn rau lứt lúa mè, cũng không hết bệnh. Rất là nhiều cái phương pháp để trị bệnh nhưng không hết bệnh, nhưng mà phương pháp này nãy giờ tôi nghe chúng tôi nghe giải trình đó là thấy thỏa mãn với lòng mình, phải nói là thỏa mãn luôn. Thì phải nói là một lần nữa thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn cha cho tôi gửi gắm cái tín đồ của cô Chi này đó, thì ở đây để trị bệnh cho hết bệnh. Thì dù như thế nào thì cô Chi cũng phải gắng nghe lời của ông cha rồi hướng dẫn, rồi cũng như cái chỗ thầy Thanh hướng dẫn cái công thức như thế nào đó thì gắng ở đây điều trị. Cái thứ hai là mình từ trước giờ cái tập quán mình ăn đã quen rồi, uống đã quen rồi, nhưng bây giờ mình phải theo cái khuôn thước đi ha. Bởi vì gắng cực lòng một bước đầu tiên, thì cái cực lòng này muốn được làm bác sĩ, muốn làm kỹ sư, muốn làm ông cha, muốn làm thầy giáo, muốn làm là cái ông chủ tịch thì cũng phải mài miệt để học hành để có được. Thì hôm nay mình muốn hết cái căn bệnh này đó, tức là dược lợi cái lưỡng hái tử thần đó, thì phải gắng nghe lời cái ông cha cũng như ông thầy Thành hướng dẫn chúng tôi sẽ tin tưởng sẽ hết. Thì một lần nữa chúng tôi thay mặt ban trị sự xin chân thành cảm ơn ông cha Tường cũng như thầy Thanh cũng như tất cả các anh em nhân viên trong cái hội chữ thập đỏ ở nơi đây đã quan tâm hỗ trợ trong người dân địa phương. Ngoài người dân địa phương thì còn quan tâm đến tất cả nhân dân trong cái đất nước Việt Nam của chúng ta, để hết những cơn bạo bệnh nào là ung thư vú nè, rồi ung thư phổi nè, ung thư gan nè, ung thư máu, tất cả những bệnh ung thư mà ông cha đã trị hết được. Vậy thì phải nói là đây là một cái điều mà hầu như là phá kỷ lục thế giới, và phá kỷ lục thế giới để trị những bệnh này, chứ bệnh này là nan y hết rồi, và nan y hết. Chúng tôi vừa rồi chúng tôi có hỏi thầy Thanh, thì hiện giờ có một ông bạn già bảy mấy tuổi rồi, bạn già tại vì thường tâm tình như mình thường xuyên. Vậy thì ông đang hiện giờ là con là bác sĩ, hiện giờ là bác sĩ đang trực ở bệnh viện đa khoa là An Giang, nhưng mà ông lại là bị bệnh là gan ác tính đó. Bây giờ đang điều trị, nhưng mà bây giờ ông đang tìm thuốc nam, hỏi thuốc này thuốc kia để mình điều trị cho ông, tức là phương pháp điều trị. Nhưng mà mình nghĩ rằng những cái thuốc nam thì chặn thôi, không thể hết được. Tôi tin tưởng tôi về tôi sẽ là vận động ông bạn này cố gắng làm sao để xuống đây, mời ông xuống đây xem xét thôi, tại ông cũng có xe rồi, con cái ông sẽ chở xuống đây để rồi nhìn cái quan cảnh này, rồi ông sẽ thấy quan cảnh sẽ hữu tình, sẽ ở đây trị bệnh. Tôi sẽ xin hết hết bệnh trong bạn tôi, hết sức vui mừng. Thì một lần nữa chúng tôi xin gửi gắm với ông cha cho tôi gửi tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo của mình ở nơi đây để trị bệnh, để cho hết bệnh. Thì chúng tôi thành thật kiên trước, chân thành cảm ơn ông cha. Rồi, xin cảm ơn thầy nhiều lắm nha. Vậy cha đã chỉ cho con cái cách chữa bệnh rồi, bây giờ cha chỉ cho con nè, sau khi vợ con hết bệnh thì con có những cái hạn chế gì ha. Bây giờ cha không chỉ, sau này vợ chồng nó dễ cắn đắng lắm. Nhưng mà đó là cha mới chỉ nghe con, chứ còn không phải là cha là không chỉ ha. Rồi thì chỉ liền. Đây là cái cơ thể của vợ con nha. Đó, cơ thể của vợ con đây. Đây là hai cái, tạm gọi là hai vú đi ha. Rồi, đây là cái bụng đi. Đây là cái khúc, cái phần dưới, xóm dưới. Đó, gọi là xóm dưới. Vậy thì bây giờ vợ con đang bị ung thư cái vú này, thì giữa cái vú này với cái vú này với cái âm đạo này, nó là một cái tam giác, nó hợp tác với nhau. Cho nên khi mà vợ con, cái này là vì con cha mới dạy, chứ là cha biết vợ con sẽ hết bệnh đó, nhưng mà nếu cha không dạy con chỗ này, sau này con đi kiếm vợ cái bé, con hiểu không? Cha biết cái chuyện này xảy ra dễ lắm. Đây là cái tam giác vàng giữa âm đạo nè, giữa hai vú này nè. Con phải vẽ lên thì thấy đúng cái tam giác không? Không? Đúng cái tam giác nè. Vậy một người phụ nữ mà khi muốn mà quan hệ với một người nam thì cái tam giác này nó phải hiện lên. Cái tam giác này nó phải hiện lên, giữa âm đạo nè, giữa hai vú này nó phải hiện lên. Vậy thì bây giờ cái vú của vợ con đã cắt rồi, thì coi như là cái gốc của tam giác này nó bị giới hạn rồi. Tức là giờ đây cái chuyện mà quan hệ với con là nó bị giảm hết hoàn toàn 50%. Chứ không giống như ngày mà con mới cưới về được. Ngược lại, nếu như cái vú của vợ con mà không mổ, không cắt ra, thì cái công nghệ này sẽ phục hồi nó trở lại. Nó thời gian phục hồi lâu, nó chảy hết cái dịch hư này ra, là cái vú này nó không bị tổn thương, thì vợ con nó sẽ phục hồi được 70% về vấn đề mà quan hệ tình dục với con. Còn ngược lại, con đã đi cắt rồi thì giờ đây tất cả những cái tế bào, thay vì cái cục nó có nhiêu đây mà nó phải cắt một đoạn lớn như vậy nè, nó gỡ hết những cái tế bào xung quanh, thì giờ đây cái chuyện quan hệ tình dục với con nó bị giảm hết 50% rồi. Cho nên sau khi vợ con lành tính rồi trở về, chị ở đây lành tính rồi trở về, vợ con không có mong mỏi chuyện đó nhiều. Con phải hiểu nha, cái lời cha nói ngay hôm nay, chứ con đi đòi bà khác là con bị thất bại. Có phải là cha không? Cha mới dạy cho con cái khúc sau này, gọi là hậu trị bệnh. Hiểu không? Hậu tức là sau khi hết bệnh đó, sau khi trị bệnh rồi. Vì đây là một cái tam giác vàng, mà nếu như một cái góc tam giác này bị hư thì cái tam giác này nó chín chưa? Hả? Thầy công nhận nó chín rồi. Còn trước đây là tam giác này không hư là ba góc nè, nó đâu có chín không? Cái chuyện mà quan hệ tình dục với con mạnh 100%, ngoại trừ mệt quá. Còn bây giờ con, nếu con bị ung thư rồi mà dùng công nghệ nano này mà không mổ xẻ, thì phục hồi nó lại, nó sẽ quan hệ tình dục còn được 70%. Nhưng mà mổ xẻ rồi thì quan hệ tình dục còn 50% trở xuống thôi. Vì tất cả những cái khối, những cái mà gọi là tuyến vú, tuyến này, tuyến nọ, tuyến kia, những cái quan trọng nhất trong này nó lấy đi hết rồi. Coi như còn miếng da trong này thôi, còn miếng da trong này thôi. Còn lại có hai cái tam giác, còn lại có hai cạnh thôi, thì tam giác này bị chinh. Cho nên chuyện mà sống với con nó chỉ còn 50% trở xuống. Cho nên sau này con đi kiếm bà nhỏ thì chuyện không có lạ, vợ con thấy cũng không có lạ. Nhưng nếu con vì vợ con thì con phải hiểu ngay chỗ này, mà con phải thương nó 100%. Con hiểu chưa? Thầy hiểu vấn đề không? Có bác sĩ nào chỉ kỹ vậy không? Hả? Có bác sĩ nào chỉ kỹ vậy không? Dạy cái hậu bệnh đó. Ha? Vậy sau này vợ con mà đi kiếm vợ bé thì con sẽ lật cái clip này ra, con cho vậy chồng con coi. Cha dạy anh vậy đó mà giờ anh đi kiếm vợ bé. Đúng không? Anh biết là tôi đã bị mất một cái tam giác này, tôi bị chinh bên rồi mà anh đi kiếm chồng bé làm gì? Vợ bé làm gì? Lật cái này ra nghe con. Giữ cái clip này lại nghe con. Sao? Chắc chắn cái bệnh con sẽ hết, nó dễ dữ lắm. Hết là chuyện bình thường. Nhưng cha sợ sau khi hết rồi là cái vụ này con nguy hiểm. Cho nên cha chỉ cho con, có gì con sẽ lật cái clip này ra, con đối chiếu với chồng con khi nó kiếm vợ bé. Con có đồng ý không? Con hứa với thầy con đó nghe, con đồng ý là con hứa với thầy con là mình dòm ngay thầy đi, hứa đi, dòm ngay mặt của thầy con hứa đi. Nha. Cha biết thế nào cũng sẽ có cái trục trặc chỗ này, phải không? Chỗ này thầy hiểu được chỗ này không? Không có. Trước khi nói thầy có nghĩ tới được chỗ này không? Mà trước đây thầy cũng vẫn là lương y, bởi vậy đâu phải lương y nào cũng hiểu hết thầy. Ha? Và cũng chính vì chỗ đó thầy mới đưa đồng đạo đến đây chữa bệnh, chứ nếu thầy chữa được đưa chi? Phải không? Nếu thầy hiểu tận căn như vậy thì đưa chi? Ở nhà chữa. Ha? Rồi vậy thầy thấy tụi con đây hiểu tận căn hết rồi ha. Tụi con biết chắc là chữa hết bệnh, mà sau khi hết bệnh nó có những cái điều, có những cái hạn chế như thế này. Dạ, yeah. Con giữ cái clip này để con đối chiếu với chồng con. Nha. Yeah. Đối chiếu sau này chồng con nó có bước đi bước khác, con lấy clip này ra con đối chiếu. Mà nếu con đối chiếu không được, con nó ồ tao đã biết tao vậy mà. Thấy không? Không có gì tao buồn cả. Đúng không nè? Con đồng ý không? Ha. Rồi, con đồng ý không? Rồi vậy là thầy nắm luôn được cái đằng sau chữa bệnh rồi ha. À, vui không? Quá mừng. Ok thôi giờ mình làm giấy ha. Rồi. Giờ cha ký giấy trước, ký cho thầy tờ để thầy đem về quê hương của thầy. Để có gì thầy sẽ hiểu được cái chuyện là thầy đi tới đây thầy đưa bệnh nhân chứ không phải đi chơi, không đi ngựa bà. Con ơi, Khi con vô đây con trị bệnh thì hồi đó con cắt cái vú con ở bệnh viện đó thì con phải làm giấy cam kết chết không ở tù. Đúng vậy không con? Thì ở đây cũng vậy. Có ba người mà con không được thưa. Một là cha, hai là thầy, ba là chủ nhà trọ. Con vô đây con chữa bệnh mà chết người con qua thưa anh ta đâu được. Không nè. Con đồng ý không? Ừ. Thí dụ như giờ ông chủ nhà trọ ông cho con mướn nhà trọ chứ đâu, ông đâu có giết con. Mà nửa chừng nửa đêm trúng gió con thưa ổng, con thấy nó kỳ không? Vô duyên không? Còn giờ con đến đây cha trị bệnh cho con chứ cha đâu có giết con đâu, mà lỡ con nửa đêm con trúng gió trúng giông thì con chết cái con thưa cha. Kỳ dữ lắm. Rồi nửa đêm con chết cái nó ông dẫn tôi đi đâu vậy? Vô duyên dữ lắm, hiểu không con? Tất cả những người cố gắng đây là kiền ba chân để mà cứu con. Một là thầy, hai là cha, ba là nhà trọ. Đã là kiền ba chân để cứu con thì nếu con chết con cũng vui nữa. Ha. Nhưng mà cha nhìn thấy ông chết cho nên cha chỉ cái hậu hôn nhân. Cái hậu sao? Bị con mới 33 tuổi rồi. Con trẻ dữ lắm. Chồng con nhiêu tuổi rồi? Cha biết, cha mới chỉ khúc này. Chứ nếu chồng con 60 cha không thèm chỉ. Hiểu không? Chồng con mà tuổi cả thầy cha không thèm chỉ gì nữa. Bị lúc đó ngồi chơi rồi. Rồi cha ký trước, rồi các thầy với mọi người ký sau nha. Bữa nay biết tam giác vàng được nữa không? Rồi cha đi xíu để gì tới. Chút nữa thầy Thanh sẽ đóng hai cái mộc vô đây nha. Đóng hai mộc vô đây gửi cho thầy Tờ. Chút nữa đóng cái mộc yêu thương cho không vô đây ha. Là coi như con chữa bệnh được yêu thương và cho không, và con chữa bệnh là miễn phí. Rồi có cha, có thầy, có mọi người ký vô đây bảo lãnh. Nếu chết thì ba người sau đây không làm khó là cha và thầy và chủ nhà trọ nha. Mà chết chóc gì con ơi, nhưng mà người Việt Nam mình cũng phải thủ ha. Chứ ra nhiều khi nó thưa bất tử mình cũng biết được thề. Còn nhiều người bệnh dữ lắm nhưng mà không biết chỗ này. Khi biết rồi nó thấy ham cho mình bệnh đang chữa. Ham không? Ham thư vú không? Nó hay, nó hấp dẫn ngay chỗ là cha chỉ đàn sau cái hết bệnh là mày phải sống làm sao. Chỗ đó cái chỗ quan trọng. Chứ còn nếu mà cha không chỉ nó rồi đàn sau hết bệnh rồi chồng đi ngóng con khác không? Nhớ chưa đó? Cha không nói nghe chưa? Chỉ bao nhiêu thôi. Chỉ bao nhiêu là giảm 20% hết bệnh. Thầy ký tên đóng mộc vô hả thầy ha? Đi cho thầy Thành lát nữa đóng mộc vô. Họ đạo của thầy Đông. Dạ, có 14.000 mấy tín đồ. Dạ, vậy là lớn đó chứ. Rồi lát nữa ghi nội dung vô cho thầy giữ lại, gửi lại thầy một tờ nha. Để lại cho sư thầy một tờ để thầy về thầy làm cái hồ sơ. để mình bảo lãnh cái, để mình làm cái niềm tin cho mình. Không được khi ai hỏi mình đi đâu, được khi biết đâu chính quyền xã hỏi thì đi đâu thì có giấy cái này an toàn hơn. Nói chung mình chu đáo một chút thì hay hơn ha. Dẫu sau này nó mình chu đáo. Rồi như vậy là mình hoàn thiện hết rồi ha, mình chú đáo hết chưa? Rồi thay vậy mình chờ các thầy ký tên xong rồi mình đứng lên đọc kinh ha, để mình cảm ơn trời đất, cảm ơn chú bà ha, đã cho mình có cơ hội gặp nhau ha, để mình chia sẻ với nhau nhé. Ok, rồi xin mời đứng lên nhé. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Chúng con kể gì danh Chúa nhân từ cho các đẳng linh hồn được nên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng nói như vậy vô cùng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin cảm ơn thầy. Bây giờ xin mời thầy dẫn Phật tử của thầy vô phòng khám để thầy chứng minh một lần, là đó là phần còn lại thầy sẽ giao lại đây cho tụi con nhé. Cảm ơn thầy.